Rồi em chào anh em ha. Thì hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024 ha. Thì em cũng lên một ít chim còn cho anh em coi ha. Thì đầu tiên em sẽ lên lửa nha anh em. Lửa đuôi dài ha. Thì như anh em biết là lửa bỏ em hết rồi ha. Chắc phải tầm 1-2 bữa nên mới về. Thì đầu tiên em lên lửa đuôi dài cho anh em ha. Rồi ok anh em. Thì có số 1 nha anh em. Con này là đuôi 20 nha anh em. Có số 1 này đuôi 20 nha. Chim bộ rất là đẹp anh em, bộ chung chim nha, chân hồng nha anh em, nó chân hồng. Con này thì đuôi nó không có to mấy anh em, không có đôi, con này đuôi bình thường thôi, nhưng mà rất là bằng ha. Đó, con này con số 1 nha anh em, đem quay kỹ cho anh em coi ha. Nó đuôi 20 là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha anh em. Rồi con số 1 nha, đó nên là mình chốt con này thì nhắn với em ha. Nó con số 1 anh em. Đuôi 20 nha. Rồi ok anh em, tiếp tục con số 2 ha. Đây con số 2 anh em, đuôi 19 anh em. Con này con số 2 nha anh em. Đây con số 2. Đuôi 19.3 anh em. Con này thì cái chân nó bị đau xíu anh em. Con này chân nó bị hơi đau nha. Nó bị nó nhảy nó cấn vô cái lồng anh em, nó hơi đau ha. Con này em bán em 300.000 luôn nha anh em. Con này em bán 300.000 cho anh em luôn ha. Mình về mình tủ áo lòng lại chị nó từ từ anh em ha. Đuôi 19 nha anh em. Đuôi 19 dáng chim rất là đẹp luôn. Đây con này con số 2 nha anh em. Đuôi 19 dáng rất là đẹp. Rất là xinh tật anh em, nhưng mà cái chân nó nhẹ nó nhảy trong lòng nó bị đau cái chân nha. Rồi con này em bán 300.000 cho anh em luôn nha. 300.000 nha anh em. Rồi con số 2 nha anh em. Rồi tiếp tục con số 3 anh em. Con này là đuôi 20.1 nha anh em. Nó đây anh em, chim rất là đẹp luôn. Con này bộ cũng hơi to anh em, đuôi hơi tôm nhẹ xíu nha. Nó chim hiện còn hơi dơ xíu, là chim bổi mới về em chưa tắm rửa vậy anh em. Nó đuôi 20.1 nha anh em. Rồi con này là con số 3 nha anh em. Đuôi 20.1 nha. Đó, con số 3. Rồi con này 1 triệu luôn nha anh em, 1 triệu nha. Đó, đuôi 20.1. Bộ chim rất là đẹp luôn anh em, mặt rất là đẹp ha. Đó anh em thấy không, mặt rất là đẹp, nhảy cũng rất là khôn luôn. Đuôi 20.1 nha. Rồi con này con số 3 nha anh em. Rồi tiếp tục con số 4 anh em. Đây con này cũng là đuôi 20.1 luôn em. Con này bị hư mắt rồi anh em. Đó con này bị lỗi mắt rồi ha. Con này thì anh em nào lấy thì em tặng con này. Con này thì để em coi ra, chút nữa em coi rồi sao. Nếu anh em nào muốn chơi thì chắc là em sẽ tặng luôn cho anh em luôn, chứ con này nó bị lỗi mắt rồi anh em. Đó anh em nào chơi em tặng con này cho nha. Đổi rồi nha anh em, một hư một mắt nha anh em. Nó nên nào chơi thì em tặng cho anh em con này nha. Đổi một mắt nha. Đó, con số 4 bị hư mắt nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục con số 5 anh em. Con này đuôi 21 nha anh em. Đuôi 21 rất là đẹp luôn. Chim quá trời đẹp luôn anh em. Bộ xẻ đuôi dài. Chân hồng móng trắng rất là đẹp anh em. Chim rất là lanh lợi nha. Con này rất là khỏe luôn nha anh em. Con đuôi 21 này rất là khỏe nha. Đó, đuôi 21 này rất là khỏe luôn. Long, đuôi 21 là nhiêu? Đó, con này là đuôi 21 nha anh em. Đó, hình như em chỉ có hai con đuôi 21 thôi anh em. Con này em bán 2 triệu nha anh em. Đuôi 21 nha, móng trắng, chim rất là đẹp luôn. Rất là tỉnh chim, mặt rất là dữ luôn nha anh em. Nó lửa thì nó rất là dễ hót. Anh em về mình nuôi nó quen tầm tuần là đã hót rồi anh em. Rồi, ok anh em, con này đuôi 21 nha. 2 triệu nha anh em, con này là con số 5 nha. Đó, con số 5 nha. Rồi, tiếp tục con số 6 luôn nè. Đó, ở đây cũng còn một con 21 nữa nè. Đầu xạ mặt rất là dữ. Con này chân hồng nhưng mà móng nó không có trắng bằng con số 5 nha anh em. Đó. Con này cũng đuôi 21 luôn nha anh em. Đó, mấy con này thì chưa ăn cám nha. Con này con số 6 nha anh em. Đó, con này đuôi 21 nha. Rồi, ok, con này em bán cũng 2 triệu luôn nha anh em. Đó, anh em nào chốt thì nhắn cho em ha. Bộ xẻ rất là đẹp, hai con 21 bộ hầu như là bộ xẻ nha anh em. Bộ khá nhỏ nha. Nó chim rất là đẹp luôn. Đó anh em thấy không? Đuôi 21 nha. Rồi ok anh em, con này con số 6 nha. Rồi tiếp tục con số 7 luôn anh em. Đây, con số 7. Đuôi 19.5 anh em. Con số 7 là đuôi 19.5 nha. Đó. Nè thấy không, mấy con bổi mới về nó hơi nhảy xíu.
đó, đuôi 19.5 nha anh em. Con này con số 7 nha, con này 600 nha anh em. Đó, lông đuôi nó còn hơi tơ tơ xíu anh em, tại vì chim bỏ nó về nó nhảy hơi nhiều anh em, thành ra đuôi nó hơi tơ nha. Con bỏ nào cũng vậy thôi anh em, về mùa đầu lông lá nó không có đẹp được đẹp đâu anh em, anh phải nuôi qua mùa sau nó mới đẹp ha. Rồi con số 7 nha, 600 nha anh em. Rồi tiếp tục con số 8 luôn, đây con này 19.1, đó rất là đẹp anh em, 19.1 nha mấy anh, chân hồng nha, móng cũng hơi đen xíu đó, 19.1. rồi 600 tiếp nha anh em, em là chốt nhắn cho em ha. Bộ con này chung chung nha anh em, chung chung chim nha, đó chim rất là tỉnh anh em. Rồi con này con số 8 nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, đây con số 10, con số 9 đó nè, đuôi 18.4 nha anh em, 18.4 nha. Đó con này 300 anh em, 300 nha. Con số 9 nha anh em. Con này có một anh khách anh chốt rồi anh em, mà anh cuối cùng anh hẹn tới hẹn lui là hôm qua lấy anh em. Anh em lên lại ha. Con 18.4 nha anh em. Đó. Con số 9 18.4 300 nha anh em. Đó. Lông ở trên lưng đó anh em nó bị xù ra, tại vì chim bỏ nó mới về, anh em tắm rửa nó vài hôm đã hết rồi nha. 18.4 nha. Đó. Rồi ok con số 9 nha anh em, 300.000 nha. Rồi tiếp tục con số 10 luôn mấy anh. Con này rất là tỉnh chim nè. Nó đầu xà dáng rất là đẹp luôn. Đó, con số 10. Chân hồng móng trắng anh em. Móng con này nó cũng trắng trắng đó anh em. Rồi con số 10 18 nha anh em, con này đúng 18 luôn nha. Đây. Chim tương đối là tỉnh anh em. Đó anh em thấy thả dáng rất là đẹp ha. Rồi con số 10 nha, con này 300.000 nha anh em. Đó anh em nào chốt thì nhắn cho em ha. Rồi ok anh em. Thì em cũng còn một ít than anh em. Đây em ra lồng được một ít than. Đó, còn lại có 5 con anh em. Đó, 5 con này bán đồng giá 200.000 con nha mấy anh. Than thì đồng giá 200.000 một con nha anh em. Đó, than là đồng giá hết 200.000 một con. Em chỉ còn có 5 con thôi mấy anh. Đó, mấy bữa trước là bán 250 nên em còn 5 con thôi, 200.000 con nha. Anh em nào chốt thì qua mấy con này anh em về thả avi cũng được nha, thả avi hoặc là mình nuôi lồng cũng được. Chim thì có 2 con nó bị gãy móng anh em, gãy móng nhưng mà nó còn đang mọc ra hết rồi nha anh em. Móng miếng là tức là nó vẫn còn cái phao nó vẫn đang nhú ra rồi luôn nha anh em, chứ không phải là ở gãy cục mà không ra được ha. Nó thể đang còn 5 con, 2 con bị còn 3 con còn nguyên nha anh em. Nó 200.000 một con nha. Anh em nào chốt hết 5 con thì em để giá ưu đãi cho anh em luôn nha. Đó, 5 con than nha anh em ha. Rồi, ở đây em cũng còn một queen nữa mấy anh. Đây hai con queen này bữa hổm khách chốt rồi xong rồi cuối cùng không qua lấy mấy anh. À, rất là ngại mấy cái trường hợp đó luôn mấy anh chốt rồi có rất là nhiều người hỏi luôn. Nhưng mà cuối cùng không anh nào qua lấy hết anh em. Thành ra làm em cũng khó xử, thành ra hôm nay em đăng lại cho mấy anh luôn ha. Thì bữa em cũng báo giá như sao thì giờ cũng vậy luôn nha anh em. Nguyên bộ là 500 còn một con lẻ là 300 nha anh em. Hót liếu hết rồi nha anh em. Còn đây thì mấy em khuyên mùa mấy anh. Mấy khuyên mùa. Nó khuyên mùa thì nó tùy theo giá từng con nha anh em. Đó, ở đây đó cái con này thì cũng bỏ thôi anh em. Đó, khuyên mùa thì tùy giá từng con nha anh em. Rồi ok anh em, thì trên đây cũng còn mấy cái con này thì mấy anh khách chốt rồi. Thì đây em cũng còn một ít than, than mùa. Nó giá cũng từng con anh em. Nó tầm triệu đổ lại rồi mấy anh. Đó, chim rất là nhiều ha. Đây. Ở đây thì em cũng còn hai con khú khú mái anh em. Đây. Con mái mung anh em. À, khú mái mung nha anh em. Với lại một con khú bạch má mung luôn. Đó, anh em nào đang cần khú mình kích trống thì nhắn cho em luôn. Em đã báo giá luôn rồi bán cho anh em luôn ha. Nó ở đây còn mấy than mùa anh em, mấy than mùa dưới mấy than bỏ lỡ thôi. Anh em nào chơi than hot rồi thì cứ nhắn cho em luôn. Ở đây còn một con lửa, con lửa. Đó anh em, ở đây còn một con lửa anh em, lửa cục đuôi. Con này là con chim mùa luôn rồi nha anh em. Đang thay lông nha, hót rất là lớn nha, tiếng hót rất là lớn luôn. Con này hót lớn, giọng rất là rát luôn anh em. Đó, con này nha. Con này 500.000 nha anh em. Nó đang thay lông nha. Nhưng hót ầm ầm luôn anh em. Em qua đây buổi trưa thấy nó hót ầm ầm luôn ha. Rồi ok anh em là chốt con này nhắn cho em ha. Rồi ở đây em cũng còn mấy than bông nè, mấy than bông với mấy lửa bông thì hổng dài còn nè. Đó, đây, đây nữa nè mấy anh. Rồi ok anh em, thì tổng quan em chỉ lên một ít gì cho anh em thôi, kè xem ha. Nên là mình chốt con nào cứ nhắn cho em. Rồi cảm ơn tất cả các anh đã theo dõi clip của em ha. Thì cũng chúc anh em cũng sắp tới Tết rồi anh em. Thì cũng chúc mấy anh có thật nhiều niềm vui ha. Và có một cái Tết an lành bên gia đình ha. Rồi ok anh em.